Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm chăm sóc xe hơi 386 tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Và bên cạnh mình đây chính là anh Bền, chủ trung tâm chăm sóc xe. Rất vui hôm nay được gặp anh và sự đồng hành của anh trong thời gian qua. Trong thời gian qua thì anh cũng là một chủ trung tâm mới set up, một trung tâm này mới ra, thì anh có những cái sự khó khăn gì trong khi các bước set up không anh? Khó khăn bước đầu là anh em thì có hai anh em thì cũng làm chung với nhau, nhưng mà hai anh em đều tay ngang hết. Vô tình thì cũng mình cũng là mấy anh em ngồi chơi thì thấy thị trường ở Đồng Phú này nó cũng đang gọi là hot vấn đề xe cổ hay nọ, với anh em bảo tự nhiên lại cái ý tưởng như là đi tìm hiểu luôn, chứ còn cũng chưa biết gì về 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 cái ngành nghề đó, sơ sơ thôi. Cũng chưa biết gì, nhưng mà sau thời gian tìm hiểu mà cũng bây giờ là hoạt động tương đối là gần một tháng rồi, thì anh cũng thấy cách thức vận hành và dịch vụ của mình ổn không anh? Nói chung thì sau thời gian anh em trên công ty xuống đào tạo thì cũng anh em cũng biết khá nhiều rồi, cũng có thể là vận hành được, vận hành được rồi. Trong thời gian một tháng là vận hành tốt rồi. Sau này học hỏi thêm rồi mình lấy thêm nhiều khi thợ nó cũng muốn em thợ làm. Em thấy cái quy mô setup của mình cũng khá là bài bản và chuyên nghiệp, thì từ cái lúc mà trao đổi ý tưởng đến cái lúc giai đoạn hoàn thành ấy, thì là anh có được sự hỗ trợ của bên công ty setup tốt không anh? Nói chung là bên công ty chăm sóc cũng tương đối là bài bản hoàn thiện. Thì anh em công ty xuống có một tuần xuống để đào tạo thì thấy cũng được, ok. Nói chung là anh em trên công ty xuống thì xuống đào tạo thì làm anh em cảm thấy cũng hài lòng, nói chung là ổn. Về tất cả các trang thiết bị và sự cam kết của công ty theo hợp đồng thì có là chuẩn các bếp không anh? Nói chung là bên công ty thì thấy làm cũng ổn, thấy có hài lòng chứ không có an toàn mấy. Dạ dạ. Các đồng hồ dịch vụ như làm nội thất này, khoang máy thì ở đây khu vực của mình đã triển khai được nhiều chưa anh? Chung là cho một tháng vừa rồi là hoạt động, chứ hoạt động cũng chưa phải một tháng, chính thức hoạt động chắc mới được khoảng chừng nửa tháng thôi. Cái thời gian trước thì làm thì chỉ là khách trương mấy ngày thôi, chắc cái mình cũng chưa xong, cũng còn đang thời gian hoàn thiện, nhưng mà cũng hoàn thành cũng là ok rồi. Còn số vấn đề này nó chưa hoàn thiện từ từ. Gọi là cũng trong thời gian hợp tác và đến giai đoạn này cũng là bước vào thời gian ổn định rồi đúng không anh? Nói chung là cũng ổn định rồi. Vâng. Mấy hôm nữa nhặt cái mít đồ cho nó hoàn thiện. Hoàn thiện. Em thấy còn dịch vụ nhớt này, dịch vụ bấm đốt là mình cũng chưa liên hệ rồi. Nhưng mà ông anh bảo là để ít bên nữa ông cũng đang ở trên Đồng Nai, ông bảo ít bên nữa ông đi xuống ông đi set up lại cho anh thêm đúng không anh? Vẫn thiếu lắm cái gì ông ấy, ông hỗ trợ trong làm luôn. Anh em hai anh em tay ngang thì cũng đâu chưa được gần lắm, mà sau thời gian vận hành thì thấy là cũng có thể quản lý được rồi. Trong thời gian ngắn mà vẫn làm được rồi. Số lượng cũng là tương đối ổn rồi đúng không anh? Nói chung là làm thì mới mở thôi, nhưng mà làm cũng được, cũng có cách ra và xuyên. Nó gọi là từ cái lúc mà anh em tiến hành hợp tác đến giai đoạn bây giờ coi như là tạm thời bước đầu ổn định rồi, là anh cảm thấy hài lòng về cái chất lượng phục vụ và cái dịch vụ của công ty Ulinh Việt không anh? Nói chung là thấy bên Ulinh Việt chăm sóc hàng tốt, chất lượng thì cũng ok rồi đấy. Còn về lâu về dài thì cũng phải thật thời gian mới biết được. Nhưng mà bước đầu thì thấy máy móc về chất lượng chăm sóc dịch vụ thì thấy ổn, ok. Dạ vâng. Hôm nay thì em cũng có buổi xuống chăm sóc khách hàng và
gặp gỡ anh. Em cũng thay mặt công ty luôn chúc anh và trung tâm luôn phát triển và ngày càng lớn mạnh hơn nữa nhỉ. Cảm ơn anh đã luôn đồng hành và tin chọn Uli Việt, và bên em thì cũng sẽ thay mặt công ty, em cũng sẽ hứa và đảm bảo với anh những cái sự cam kết của công ty từ những cái sự máy móc trang thiết bị và các đầu mối dịch vụ. Em luôn mong muốn là được đồng hành cùng anh phát triển hơn nữa anh nhé. Cảm ơn anh. If I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I